Xin chào mọi người, mình là NOVE đến từ No Sleeping. Quay trở lại với game Fishing and Life, chúng ta tiếp tục tập cá theo yêu cầu. Bạn Shadow Green, ông có thể khoe bể cá của ông được không? Bể cá chứ gì, có cái gì đâu. Nào, đây là bể cá của mình. Mình sẽ khoe cho các bạn bể cá như này nhá. Mình có một em bí ngô cười, có một em bí ngô đáng sợ, có một em ông già Noel, có một em cá tuần lộc, và rất rất nhiều em Tyrannosaurus. Ở cuối bể cá thì mình còn có thêm một em cá trực thăng, một em cá Deleosteus, Deleosteus, một em cá vua cá ngựa, một em cá voi mơ, cộng thêm hai cái bức tượng Moira và nữ thần tự do. Hết rồi. Và mỗi lần khoảng 1-2 tiếng thì mình sẽ nhận được 93.000 vàng. Đó, chỉ vậy thôi. Xong nhé, Shadow Green. Bạn Phúc Nguyễn, em thích anh câu Tyrannosaurus đó, mong lên TV. Úi dồi ôi, bạn có thấy cái bể cá của mình không? Cả chục con luôn. Bạn Tin Bùi Hữu, anh câu rùa trường sinh đỏ đi, em comment 2 lần rồi. Bạn Cục Vàng, em thích anh câu được cái laptop dưới biển. Bạn Hồng Thái Lê, anh câu cá Tyrannosaurus đi. À, mong được lên TV. Bạn Lê Nguyễn Duy Trương, anh câu Tyrannosaurus đi, con này em thích lắm. Bạn Anh Bảo, anh câu cá mập voi đi, em kêu cả xóm vào đăng ký. 15 người à? 15 đăng ký cho một con cá mập voi à? Ok, 4 con cá này á, chúng ta câu ở biển khoa học mà nó cùng ở một chỗ luôn, thế mới hay chứ. Giờ chúng ta sẽ qua biển khoa học câu nhé. Bây giờ thì các bạn tiến lên giúp mình, các bạn tiến lên gần chạm cái chỗ mồi gần chạm cái dương một này. Chạm dương một rồi thì các bạn bắt đầu vào cửa tiệm, trang bị cái dấu 9 giây, mua thêm đi cũng được. Trang bị thêm cái dấu mồi cấp 2, trang bị cái chìm 2, và tất nhiên là các bạn phải trang bị mồi 5 sao nhá. Tốn kém ở cái chỗ mồi 5 sao này. Trời đất ạ. Ok, sau đây thì phun lực thôi. Quăng phun lực. Cái địa điểm này thì sẽ có rất nhiều loài cá. Đây, con phun lực xong thì chúng ta sẽ, đây một con rùa đỏ đây, một cái laptop đây. Con cá mập nó đi đâu rồi? Con cá mập voi nó đi đâu rồi? Đây, còn đây là con Tyrannosaurus. Cá mập voi nó quay trở lại chứ nhỉ? Đây, bên trên là con cá mập voi. Chúng ta cứ ở đây quăng cần như vậy thôi, kiểu gì cũng câu được. Đây rồi, đây rồi, tôi xuống ở dưới cùng rồi. Câu được luôn em Tyrannosaurus. Trời đất ơi, Tyrannosaurus level 80 nhá. Nếu mà câu được Tyrannosaurus rồi thì chúng ta đổi mồi để các bạn chứ đỡ tốn kém chứ. Để cái mồi 5 sao ấy làm việc khác. Và anh lại về nơi đây, cũng đúng, mùa mưa rồi. Ông anh thì đang gọi là sao, giờ này còn chưa tối. Nào. Ok. Đừng anh ơi. Ok, đi rồi. Trường sinh, rùa đỏ, các... Ok. Chúng ta câu được em. Ui, tôi quên mất không soi rồi. Cá mập voi, quên mất không soi xem level bao nhiêu rồi, xin lỗi nhé. Tôi phải bán bớt đi. Bán luôn thì xin cái gì. Mẹ nói thôi mưa gió ở nhà đừng đi chơi, ta chia ly mỗi đứa một nơi, đó có phải ý trời. Nào, đó có phải ý trời không? Mỗi đứa một nơi chia ly, rùa đó. Ok, còn cái laptop nữa thôi là xong đúng không? Để có laptop thì các bạn lùi lùi thuyền lại nhá, lùi lùi xa xa một chút. Ok,
cần phun lược thôi, kiểu gì cũng chạm vào laptop. Cứ xuống được đáy đại dương là kiểu gì cũng cầu vào laptop. Nào, đừng em nào cắn nhau. Ok rồi, ok rồi, mọi thứ có vẻ ok rồi. Mọi thứ có vẻ ok. Nào, laptop ơi. Laptop ơi, yes. Vậy là xong nhá. Anh Bảo, Duy Trương, Thái Lê, Cục Vàng, Bùi Hữu và Phúc Nguyễn. Bạn Putin, ô, Tổng thống à? Anh ơi, câu cá heo hồng đi ạ. Em đăng ký kênh rồi. À ok, heo hồng gì? Bạn Nguyễn Ngọc 1. Vậy anh câu con cá heo hồng đi. Heo hồng thì sống ở biển tượng. Câu hoặc cá heo hồng thì các bạn dễ thôi. Các bạn cứ nhích thuyền lên một chút. Đấy, đứng ngay hải cả nhích thuyền lên một chút. Sau đấy thì bỏ chìm đi. Không có chìm chủng gì cả. Ok, chỉ thế thôi. Ok, chỉ thế thôi, bỏ chìm đi. Mồi miếc thì vẫn vậy. Mồi 3 sao. Bỏ khóa cấp 2. Giấu mồi 9 giây. Ok, sau đấy phun lực thôi. Bỏ chìm đi. Bỏ chìm đi là câu được. Mình nhớ không nhầm là vậy mà. Đây đây, con heo hồng đây. Heo hồng ơi, heo hồng ơi, heo heo hồng. Đây đây đây, đây rồi. Ngon lành rồi. Vậy là ok nhé. Bạn Huyền Nguyễn. Anh ơi, cô dâu trắng đi ở biển khoa học. Bạn Phi Nguyễn. Anh câu rùa sống lâu đi ạ. Em đăng ký thích video rồi mà, mong anh trả lời. Ok, hình như bạn Huyền có sự nhầm lẫn thì phải. Con cô dâu trắng ấy, thì nó ở ấy cơ mà, nó ở Hồ Yên Tĩnh cơ mà, cùng cả rùa sống lâu. Bây giờ mình sẽ qua Hồ Yên Tĩnh câu cô dâu trắng cả rùa sống lâu nhé. Nhe nhe nhe. Mình nghĩ rằng bạn Huyền bạn có một chút nhầm lẫn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên. Bỏ qua dương 1, bỏ qua dương 2. Đây, cái dương 3 thì các bạn gần chạm nó thôi nhá, gần chạm dương 3 thôi. Đấy, cách một đoạn. Ok, cách một đoạn xa xa vào. Đây, cách một đoạn như này là hợp lý này. Cửa tiệm thì trang bị những thứ cần thiết thôi. Dấu mồi 9 giây, bỏ qua cấp 2. Chìm 2. Và 3 sao thôi. Ok, phun lực, sau đấy thì phun lực thôi. Cứ phun lực mà chơi là các bạn sẽ thấy được em cô dâu. Đâu nhỉ? Đây, em rùa kia. Còn em cô dâu đâu rồi? Đây, em cô dâu đây. Em cô dâu level 77. Đây rồi. Ui, 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 cô dâu ơi. Ui. Trượt cả hai em đi cày chứ. Nào, 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 đừng em nào cắn nhớ. Nào, nào, cô dâu, rùa, rùa, ok, chúng ta được em rùa trước. À, em rùa level 79 nhá. Tôi toàn quên soi thôi. Nếu em đồng ý thì về làm cô dâu của anh. Chúng ta sẽ sống một ngôi nhà với một túp lều tranh. Ui, ui, ui. Trời đất ạ, hát túp lều tranh, cô dâu cô ấy né mình. Nếu em đồng ý thì về sống với anh. Chúng ta sẽ sống ở túp lều vàng. Túp lều vàng em ơi. Túp lều vàng em ơi. Ok. Hát túp lều vàng cái cắn ngay. Cuộc sống mà, không có tiền thì sao mà sống. Ok nhé. Bạn Huyền và bạn Phi. Anh Nguyễn Đặng Đức Anh. Em thách anh câu cá mũi cưa nhỏ. Cá mũi cưa nhỏ à. Bạn Bắc Trần. Làm sao để câu con cá sấu ga vậy? Anh em câu không có được. À, lưỡi cưa nhỏ với cá sấu ga thì cùng có ở rừng và sông. Chúng ta sẽ qua rừng và sông. Hai con cá này nó ở cùng vị trí thôi. Các bạn
bỏ qua dương 1, bỏ qua dương 2, chạm dương 3. Đấy, các bạn chạm dương 3 giúp mình. Chạm dương 3 xong thì vẫn thế thôi. Dấu mồi 9 giây, bỏ qua cấp 2, chìm 2 và mồi 3 sao. Sau đấy thì phun lực thôi. Là các bạn sẽ thấy được hai em lưỡi cưa nhỏ và em cá sấu gà. Ơ, đâu rồi? Đây. Các bạn thấy chưa? Thấy luôn luôn cả em so so kìa. Cá sấu gà hay chúng ta còn gọi là cá sấu mõm dài nhá, là một loài cá sấu cực kỳ xấu và chuyên ăn thịt. Phải không? Các bạn đã thấy con cá sấu nào? Ồ, bắt được rồi này. Ăn cỏ chưa? À, xem level bao nhiêu đó, tí quên đấy. 88 nhá. Cá sấu gà cần level 88 nhá. Còn em lưỡi cưa nhỏ nữa. Đâu? Đâu, đâu, ok. Bắt được luôn em lưỡi cưa nhỏ rồi. Ơ, có kịp thời gian soi không? À, đây, đây, đợi, đợi chút. Đây rồi, 87. Lưỡi cưa nhỏ 87 nhé. Ok nhé. Bắc và anh. Bạn Huy Nguyễn. Thách anh câu được cá mập đen đuôi đỏ. Cá mập đen đuôi đỏ thì nó ở biển tự do. Chúng ta sẽ qua biển tự do. Sau đấy thì các bạn tiến lên cái chỗ mà có cái dương kép á, hai cái dương với nhau á. Đây đây, sau đấy các bạn tiến thuyền, các bạn che cho mình cả hai cái dương luôn. Đấy, che hai cái dương xong thì cửa tiệm. Ở phần cửa tiệm thì bỏ dấu mồi cấp 2 nhá. Con cá này là một con cá nhỏ thôi, bỏ dấu mồi cấp 2. Không là sẽ không câu được đâu. Vậy thôi, vậy là được rồi. Sau đấy thì, à từ từ tôi phải mua thêm chứ. Sau đấy thì phun lực thôi. Là sẽ thấy em đen đuôi đỏ. Đây, ui câu luôn này. 84, em đen đuôi đỏ thì 84 nhá. Ok nhé Huy. Phước Thịnh Lê. Anh câu học sinh Bonito đi. Để câu Bonito thì chúng ta cần phải triệu tập. Triệu tập Bonito, câu 15 em Bonito để triệu tập em học sinh Bonito. Bây giờ thì mình sẽ triệu tập. Ok. Đó các bạn thấy chưa? Nó ở gần chỗ cái kính biển, kính lặn. Vậy thì làm sao để câu được? Đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ dấu mồi cấp 2 này, sử dụng chìm 9 giây này. Dấu mồi 9 giây bỏ cấp 2 này. Mồi 3 sao này. Sao phải dùng mồi 3 sao? Tại vì nó còn nhiều con cá khác. Mặc dù nó chỉ là con cá 2 sao thôi. Sau đấy thì các bạn bấm gần phun lực. Gần phun lực. Kéo lại gần cái dương này này. Ok, là được. Ô, mình quên mình chưa chọn dấu mồi rồi. Gần phun lực. Ok, ok. Nào, nào, bố đi tôi. Nào, ok. Luồn lách mãi với câu được em này. Học sinh Bonito. Ok nhé Thịnh. Anh câu cá 2048 đi anh, mong được lên TV. Con cá 2048 thì nó ở biển ảo. Ta qua biển ảo câu thôi. Đây. Sau đấy các bạn tiến lên. Tiến lên mà khi nào cái mũi thuyền nó chạm vào núi ấy, đầu núi ấy, đỉnh núi ạ. Đây. Là ok rồi. Cửa tiệm thì bỏ 9 giây đi. Bỏ luôn rồi dấu cấp 2 đi. Dùng chìm 2. Và dùng mồi 3 sao. Ok. Sau đấy thì phun lực thôi. Là mọi người sẽ thấy được con 2048 này nói này. Trời ơi, bị con cá ong nó cắn mất. Các bạn cứ bấm phun lực cho mình nhá. Dọn dẹp hết mấy em ong yếc vớ vẩn là sẽ câu được đây. Câu được luôn này. 18. Em cá 2048 thì cần level 18. À, ngày trước có một bạn tên là Hiếu. Bạn ấy cũng yêu cầu mình câu con này mà mình chưa câu được cho bạn ấy. Bạn ấy bảo là nếu anh không câu em sẽ bỏ sắp anh, 4 sắp lận. Hiếu ơi, nếu em xem được video này thì anh câu được con cá 2048 rồi nhé.
Thế nhé, Hiếu. Cảm ơn bạn quý Dương Minh. Anh câu trực thăng và vua cá ngựa đi. Hôm nay em mới câu được cá voi mơ và thằn lằn biển. Tốn kém cực kỳ, bạn anh Tuấn. Vẫn là anh Tuấn. Cái gì đây? Ok, không, em nhắn cả lớp em đăng ký. Bạn em cũng chơi game này. À, lớp em có 39 đứa. Ok, câu cá để dưới nha, ok. Mình đang ở biển ảo, mình sẽ câu con vua cá ngựa trước nhá. Chúng ta có cái kèo thêm được 39 đăng ký. Nào, trang bị đồ đây. Tất nhiên là mỗi năm sau rồi. Full lực thôi. Phát này là ngon này. Ngon ăn này. Tôi biết mà. Level 89 em vua cá ngựa nhé. Bây giờ sẽ qua biển cổ để câu cá trực thăng nhỉ. Cá trực thăng thì câu cũng hơi tốn thời gian đấy. Nhưng mà vẫn đi full thôi. Cứ đi khi nào không đi được nữa, xem có đủ mồi câu không. 20 phát là đủ rồi. 20 phát là đủ rồi. Chúng ta đang săn một cái con cá mà tên là trực thăng. Một con cá cổ đại. Mặc dù tên là trực thăng nhưng mà nó không biết bay. Nó chỉ biết bơi thôi. Một chiếc trực thăng nhưng vận hành ở dưới nước. Và nó đâu rồi? Cay vãi. Âm trầm đấy, con cá khỉ ho cò gáy gì. Điên thật ạ, ngay mõm rồi. Lại phải quăng phát nữa. Ma nó cay. Cuộc đời là những trái ớt cay. Thằng nào ăn được, thằng ấy say. Đấy, cuối cùng cũng câu được. À, soi xem nào. Level 100 nhá. Anh Tuấn có nhớ gì không nhỉ? Nhớ thì thực hiện nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình cũng kết thúc video tại đây thôi. Hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp các bạn ở tập sau nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại.